Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dai cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Thần thoại đương nhiên là nói đến thế giới của các vị thần và những thế lực siêu nhiên vào thời kỳ mà con người vẫn còn mông muội và chưa hiểu biết nhiều về thế giới. Tuy vậy, khi khoa học kỹ thuật phát triển, nhiều bí ẩn mang mách thần thoại dần được lý giải hoặc chí ít là được nhìn nhận dưới góc nhìn khoa học, thay vì được gán cho các thế lực siêu nhiên như đã từng trong quá khứ. Chúng ta biết rằng một phần nào, nếu không muốn nói là hầu hết những câu chuyện thần thoại đó đều có nguồn gốc từ thực tế mà được cường hóa bởi trí tưởng tượng của nhân loại. Biết là vậy, nhưng để truy về nguồn gốc của những thần thoại này rất khó, nhất là các sinh vật huyền bí. Trong một số video trước, chúng ta đã tìm hiểu về rồng, điều sư, kỳ lân cũng như người khổng lồ độc nhãn Cyclops. Ngày hôm nay chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu chân tướng của một sinh vật thần thoại khác dưới góc nhìn khoa học và cổ sinh vật học. Đó chính là rắn biển khổng lồ, hay còn gọi là đại hải xà. Hãy cùng xem liệu có phải chúng cũng bắt nguồn từ những phát hiện hóa thạch cổ xưa hay thực chất là mang một nguồn gốc khác. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Cũng giống như rồng, rắn biển khổng lồ là một loại sinh vật thần thoại tương đối phổ biến từ Đông sang Tây, và đôi khi chúng còn bị đánh đồng với những sinh vật dạng rồng. Chúng không chỉ là những quái vật bình thường, mà còn có thể được nâng lên địa vị của thần thánh trong hệ thống tư duy về vũ trụ, hay còn gọi là vũ trụ quan của một số dân tộc thời cổ đại. Các thần thoại xoay quanh cuộc chiến chống lại hỗn mang, thường có cốt truyện vì thần chủ chốt sẽ đóng vai một anh hùng đi giết một con đại hải xa để chấm dứt sự hỗn mang, là một dạng thần thoại rất phổ biến ở khu vực cận đông cổ đại, cũng như các nền văn minh Ấn, Âu, chẳng hạn như Lothan và Hadad trong thần thoại Ugarit, Leviathan và Yahweh trong thần thoại Levant, Tiamat và Marduk trong thần thoại Babylon, Iluyanka và Dahon trong thần thoại Hittite. Trong thần thoại Bắc Âu, chúng ta có hình tượng Jormungandr là một con rắn biển khổng lồ bao quanh thế giới. Theo truyền thuyết thì khi Jormungandr cắn đuôi mình, nó sẽ gây ra ngày tận thế Ragnarok. Những đại hải xà khác cũng thường xuất hiện trong chuyện dân gian Bắc Âu, chẳng hạn như một ghi chép năm 1028 kể lại rằng Thánh Olaf đã hạ một con rắn biển ở Vandal, Na Uy, rồi ném nó vào núi để lại những dấu vết cho đến tận ngày nay. Ở một số nền văn hóa khác thì rắn biển hiện lên như một con vật hung ác, đại diện cho thế lực thiên nhiên hung dữ đối đầu với con người. Trong thần thoại Hy Lạp, Hydra là một con rắn biển nhiều đầu, mỗi khi một đầu bị chặt đứt thì hai đầu mới sẽ mọc lên thay thế. Người anh hùng Hercules đã phải chiến đấu với Hydra như một trong 12 kỳ công của mình. Còn trong thần thoại Nhật Bản thì Yamata no Orochi là một con rắn biển 8 đầu và 8 đuôi. Thần Susanoo đã chiến đấu và tiêu diệt Yamata no Orochi để cứu công chúa Kushinada. Đó là trong thần thoại. Tuy nhiên, đại hải xà dường như không chỉ là một sinh vật hoàn toàn thần thoại mà còn được chứng kiến nhiều lần trong thực tế, nhất là vào thời kỳ người phương Tây bắt đầu rong buồm đi khám phá thế giới và tận mắt chứng kiến nhiều hiện tượng lạ lùng. Năm 1734, Hans Egede, một giáo sĩ đã báo cáo nhìn thấy một con quái vật biển rất lớn và đáng sợ trong chuyến thám hiểm của mình. Con quái vật này đã nâng đầu lên cao hơn cả cột buồm chính của con tàu mà người này đang đi. Năm 1848, thiên trưởng Marquis của tàu HMS Daedalus và một số sĩ quan cùng thủy thủ đã nhìn thấy một con rắn biển khổng lồ giữa mũi hảo vọc và đảo xanh Helena. Con rắn này được cho là đã bơi với khoảng 1,2 mét đầu nổi trên mặt nước, và tin rằng phần thân nằm dưới nước của nó phải dài đến 18 mét. Không chỉ cho là đã nhìn thấy bằng mắt thường, thậm chí vào năm 1845 thì tại New York, người ta còn trưng bày một bộ xương có chiều dài đến 35 mét, được cho là thuộc về một loài rắn biển khổng lồ đã tuyệt chủng. Cuộc triển lãm này do Albert Koch, một doanh nhân kiêm nhà tự nhiên học người Mỹ gốc Đức tổ chức. Tuy nhiên, một học giả khác là giáo sư Jeffrey Wyman đã bóc mẽ Koch khi cho rằng đây không phải là xương rắn biển, mà thực chất chỉ là một bộ xương được ghép lại từ nhiều hóa thạch khác nhau. Trong đó hầu sọ có thể là của một loài cá voi cổ đại, giống như Basilosaurus. Cùng với sự phát triển của ngành cổ sinh vật học, những phát hiện về hóa thạch cũng tạo cơ hội để những người tin vào truyền thuyết rắn biển có tư liệu mới để lý giải truyền thuyết này. Đó là những phát hiện liên quan đến các loài bò sát biển, chẳng hạn như thương long, thượng long, thần lằn cổ rắn hay các động vật có vú cổ đại sống ngờ biển, có phần thân thuôn dài như Basilosaurus và các họ hàng của nó. Họ tin rằng rắn biển có thể là những giống loài hiếm hoi còn sót lại của các nhóm động vật từng thống trị đại dương thời cổ đại này. Một trong những cơ sở của lập luận nói trên chính là sự tương đồng về hình dạng của rắn biển từng được quan sát trong quá khứ với hóa thạch của một số động vật biển cổ đại.
Rắn biển trong các mô tả của giới nghiên cứu sinh vật huyền bí hiện nay thường có hai dạng chính. Dạng thứ nhất có thể gọi là dạng truyền thống, là những sinh vật thuôn dài mỗi một phần thân thể tạo thành những gò dạng sóng hiện đại phía trên mặt nước. Dạng thứ hai là những sinh vật có cổ dài, được người ta tin là những con thằn lằn cổ rắn còn sống ở thời hiện đại. Ngoài ra còn một số dạng khác nữa nhưng không đáng kể. Và do đó không chỉ có một nhóm sinh vật duy nhất được quy là chân tướng thật sự của rắn biển, mà có nhiều nhóm khác nhau, chẳng hạn như thường long như Mosasaurus, thằn lằn cổ rắn như Plesiosaurus và cá voi cổ đại như Bacillosaurus. Thế nhưng, như đã đề cập trong video nói về khả năng tồn tại của các bóng ma thời tiền sử trong thời hiện đại, khả năng để một sinh vật thời tiền sử có thể tồn tại suốt hàng chục triệu năm cho đến ngày nay, sống cùng thời đại với con người mà không bị con người phát hiện là một điều rất khó xảy ra, nhất là đối với những sinh vật có kích thước khổng lồ để được xếp vào hàng quái vật thần thoại. Có quá nhiều rào cản về mặt sinh học cũng như sinh thái học mà chúng phải vượt qua để sống sót hàng chục triệu năm, duy trì giống loài cũng như ẩn giật trước con mắt ngày càng tinh tường của nhân loại. Chính vì thế, chúng ta gần như chỉ còn lại một cách lý giải duy nhất dành cho hình tượng rắn biển trong thần thoại, cũng như các quan sát được ghi chép lại. Chúng có thể là những sinh vật bình thường, vẫn đang tồn tại và bơi lội trong các đại dương, nhưng đã bị nhìn lầm vì những lý do cả khách quan lẫn chủ quan, hoặc do sự thiếu thống nhất trong các quan sát và mô tả, khiến cho chân tướng thật sự của chúng bị diễn giải sai lệch thành rắn biển. Ví dụ, khi những con cá heo bơi nối đuôi nhau và thường xuyên nổi lên để lấy không khí, có thể tạo ra hình ảnh của một sinh vật giống rắn khổng lồ di chuyển mà các chuyển động thẳng đứng. Những khối rong biển lớn nổi một nửa trên mặt nước cũng thường bị nhầm là một con vật khổng lồ. Cá mập phơi, giun biển, cá ruy băng hoặc cá mái chèo và sư tử biển cũng có thể bị nhìn nhầm là rắn biển. Một trường hợp khả dĩ khác là mực khổng lồ, người quan sát hoàn toàn có thể nhầm lẫn những xúc tu khổng lồ của chúng với rắn biển. Mặt khác, trên thực tế, chính những phát hiện liên quan đến một sát biển cổ đại như thằn lằn cổ rắn cũng có thể ảnh hưởng đến những quan sát được cho là rắn biển trong thời cận đại và hiện đại. Vào năm 2019, thì tiến sĩ Charles Paston cùng tiến sĩ Darren Ness đã sử dụng phân tích thống kê để nhận diện các xu hướng trong các báo cáo liên quan đến quái vật biển từ năm 1801 cho đến năm 2015. Họ nhận thấy có sự chuyển biến dần dần trong các mô tả về rắn biển trong suốt hai thế kỷ sau các phát hiện về thằn lằn cổ rắn vào thế kỷ 19. Số lượng các báo cáo về những quái vật biển có hình dạng cổ dài như thằn lằn cổ rắn dần tăng lên, thay thế cho các hình dạng rắn biển truyền thống. Sau đó đạt đỉnh vào khoảng những năm 1930 cho đến năm 1934, gần như trùng lập với báo cáo về con vật Loch Ness nổi tiếng ở Scotland vào năm 1933. Từ đó, Paston và Ness cho rằng các phát hiện về thằn lằn cổ rắn cổ đại đã có ảnh hưởng thật sự đến những gì mà người ta tin là mình đã nhìn thấy ở dưới biển. Vậy nói tóm lại, rắn biển có tồn tại hay không? Cũng giống như con vật Loch Ness, chúng ta có thể khẳng định rằng ít nhất một phần trong những quan sát được ghi nhận là thật. Sinh vật mà những nhân chứng nhìn thấy và quy cho là rắn biển cũng là thật, nhưng liệu chúng có phải rắn biển như chúng ta vẫn hình dung, dù ở bất kỳ dạng nào thì không chắc. Chúng có thể là một sinh vật chúng ta đã biết, hoặc có thể chưa biết bởi trong đại dương vẫn còn tồn tại rất nhiều bí ẩn. Nhưng mặt khác, chúng cũng không thể là những sinh vật cổ đại đã tuyệt chủng hàng chục triệu năm trước, như thương long hay thằn lằn cổ rắn mà một số người vẫn nghĩ. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.